Sự sự đấy thứ ngày ní dương nâng đáp nâu rừng mùi tiết gửi rừng tuần sái nâng sát ảnh đợt mà rừng ní cư rừng to bì vẹn muốn nâu bê đèl tuần sái nâng ảnh đợt rốt bản lăng khẩn ní hơi tuần sái chỉ nẹ chánh ảnh đợt chỉ nẹ chánh nè. Ok tân nơi chăm bà bì kà rốt bản lăng rõ chá rồi bên tuần sái nâng ảnh đợt đại đợt tế chỉ dư dư nằm bọc hỏi sát tiếng lại khăn động ở nhà chắc sát tiếng muốn mình đi dây ở vậy cầu tại ông pi cà rốt bỏ năng nâng cú bỏ cút tiếng pi đi lời dương đừng hơi tha tuần sải tránh đôi sàn theo việc chân nâng mình ông đốt khăn pi dương đừng hơi tha ông đau chân nhẹ đôi xa vì chỉ diêm mình chân tôi bây chỉ vì dịch cả đời sát bây đừng ơ có đang đường lý hơi tay tay cầm sạp tiền phí, xem ai khnhi ra hột mọc. Rồi bây giờ cú bây giờ chen khnhi cái đấy, có phụ kê nấu tay chi mình ăn khnhi. Ăn đắt, mình đã miên âm đốt pro tay khốn cho nên nó lai. Ai tuần sai vĩnh, có bom đai cùng cuốn lực ăn đắt đài. Pro bị đằng khốn thá, tránh đói, giúp tệ thọ. Chân khai còn lòng phật tử, ສະດາຍປຣີສະດາຍສັດປຣີແດລຕົນໄຊນັງອັນດາກະຮູ້ນັ້ນມີກິດການສໍາຄັນຕ້ອງໄປພິພາກາຈຸມຫນ່ວຍສະດາຍສັດປຣີແດນ໅ຈິດຂ້າງປន្តែສະດາຍສັດນີ້ມັນອາດເຈັ່ງປີປຣີຂອງຄົນບ້ານໃນເປັນນີ້ເລີຍປຣີອົງກໍສໍາລັດບັນຈຸນຕົນໄຊນັງອັນດາກឲ្យໂຕຈຸມນູ້ໃນນຽມປະລິດດຳນາງ ស្ដេចសាត់ព្រៃក៏កោះហៅទន្សាយនឹងអណ្ដើកមកជួបស្ដេចសាត់ក៏ចេញព្រះរាជបញ្ជាថាក្រុងចំណោមពួកឯងត្រូវមានម្នាក់ចេញទៅជួបស្ដេចព្រៃនៅជិតខាងនេះយើងមានកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ចង់ឲ្យឯងពិភាក្សាជាមួយស្ដេចព្រៃនៅទីនោះជាមួយយើងពេលតែលោកមកវិញពួកឯងត្រូវនាំយកគំនិតរបស់ទ្រង់មកប្រាប់យើងវិញឬទេ ស្ដេចសាត់បានបញ្ជាក់ទៀតថាត្រូវចាំណាស់ថាពួកឯងមានពេលវេលាតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះឥឡូវពួកឯងអាចទៅបានហើយចូលពងបញ្ញត្តិផងណាតាមផ្លូវទៅកាន់អាណាចក្រព្រៃមួយទៀតគឺពិបាកធ្វើដំណើរណាស់ផ្លូវនោះសម្បូរទៅដោយថ្មរដិបរដុបនិងដើមឈើនិងដើមបន្លាយៈធំធំទៀតផងបន្តពីនោះទៅ មានទន្លេ២ដែលត្រូវឆ្លងទៀតផងគិតមួយស្របតុនសាយនិងអណ្ដើកដឹងថាពួកគេមិនអាចបំពេញភារកិច្ចនេះតែម្នាក់ឯងបានបានឡើយពួកគេក៏សម្រេចចិត្តធ្វើដំណើររួមគ្នាសត្វទាំងពីរក៏គិតរៀបចំផែនការបើតាមផ្លូវដែលមានដើមមឡាយៈទន្សាយត្រូវដឹកអណ្ដើកពីក្រោយខ្នងឯពេលឆ្លងទន្លេ អណ្ដើកក៏ត្រូវដឹកទន្សាយពីលើខ្នងវិញម្ដងគិតមួយស្របនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគេក៏យកព្រះរាជសារពីស្ដេចរបស់ខ្លួនហើយក៏ចេញដំណើរទន្សាយធ្វើដំណើរតែបន្តិចក៏ឆ្លងផុតផ្លូវដែលមានដើមមឡាយៈនេះក៏ព្រោះតែវាលោតម្ដងម្ដងបានឆ្ងាយហើយមានស្នូកអណ្ដើកដ៏រឹងលើខ្នងការពារមឡាអាយអណ្ដើកវិញត្រូវប្រឹងទប់ក្រៃធ្លាក់ពីលើខ្នងទន្សាយនៅពេលដល់ទន្លេពួកគេក៏បដូរវេនគ្នាតាមផែនការទន្សាយក៏លោតទុំលើខ្នងអណ្ដើកវិញម្ដងអណ្ដើកក៏ហែលឆ្លងទន្លេយ៉ាងលឿនដោយស្ទាត់ជំនាញឆ្លងទន្លេផុតមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏ទៅដល់អាណាចក្រនោះបន្ទាប់មកពួកគេក៏ពិភាក្សាកិច្ចការជាមួយស្ដេចសត្វនៅទីនោះតាមព្រះរាជបណ្ដាំស្ដេចរបស់ខ្លួនដល់រួចរាល់ទន្សាយនិងអណ្ដើកក៏ត្រៀមវិលត្រឡប់មកវិញការធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញកាន់តែរលូនជាងតាមផ្លូវធ្វើដំណើរមកកថានេះដោយសារតែដៃគូទាំងពីរដឹងច្បាស់អំពីអ្វីដែលខ្លួនត្រូវធ្វើសត្វដែលធ្លាប់តែជាគូបដិបត្តិនឹងគ្នា
bán xã hạ ca khăn đi giang là ồ. Thì bấm phốt, bố kê có ai trả lọc bọn chụp sạch bọc khuôn vĩnh, muốn pê về lia cầm nọt bí bấy món ở nó. Ok, chờ đường điệp phỏng đấy. Bọn hành tha, cô bọn đề bạn đừng khăn đi. Có ai khai tôi chi mất đỡ lọ, nẹ thạ ca khăn đi đỡ lọ phỏng đài. Đối chứ này, cả bằng cận mất. Cả bằng cận một tập hiệp, cả dạ cả khăn đi. Cứ vì chỉ cả là ổ sao chiến cả bằng cận sát tử. Bác ai ọt ổn, dương ọt ổn là khăn đi. Dương thơ bởi mũi, anh đang mình là tập hòl miền trên đẹp miền tránh. Rồi anh mình là tập hòl là ổ chiến, nâng là tập hòl tây chiến. Còn mà tế, dương mân cư trên đàn khăn đi tì. Bởi dương trên đàn khăn đi, nhưng mà bác xa một kỳ khăn đi, mơ mơ khăn đi mình tròn. Dương bọn bay một tập hiệp dương lại đọc bản khả lý. Và sân dịch cả này ní dương được bắt bóng đồ lõ lõ cho mình khá luôn. Dương có một mình đại nát ở bây dạng cả khả lý đây. Rồi chứ nế. Dương người cho công rưu tam tuần sai nâng ổn đạc tư. Bộ kê và chạy khả lý mên. Không lý chỉ cả hạt cây la. Không lý chỉ cả chọn đấng bị sản phẩm tập hiệp. Có bản tế. Bộ kê nó bận chăm ho tất chất tập bảo bộ kê. Rồi bộ kê sẽ phải dụ. Ông bị chăm đoạch chúng ta có thể nói chuyện với các bạn. Chúng ta có thể nói chuyện với các bạn. Chúng ta có thể nói chuyện với các bạn. Thôi các bạn nghe về mũi bán châu chơi bằng đài. Đối với những người trẻ đám. Chúng ta có thể nói chuyện với những người khá. Chúng ta có thể nói chuyện với mình. Mình tuần sai mình là anh. Chỉ nhận một cái sọp giang đầu tiên. Ở đó tôi có thể tuần sai. Tuần sai có thể nói chuyện với mình. Rình rình khuôn, bước đi từ mình từ một. Nú, cả người dạng cả khi chấp bởi pin nhé, bây nhẹ lang tấu. Nâng thông ôi bộ kê. Bà, nâng bàn là tập hòa chủ trì. Cho bốn bốn đây cầm bông ta riêng nào xa là. Bốn bốn, riêng ong lễ khá đấy. Bốn bốn riêng thân hạ chân mẹ tiêu tàu khá đấy. Nạ tìm mùi tìm bì tìm bấy, tìm bầm bơ lo tìm bì khá đấy. Bốn bốn công bạch khá luôn trên bì mật phải sao. Bốn bốn tao dù khơi thà. Bốn bà kè bởi muối. Có mình một cái mục dịp xây thiệt đại. Đối chứ nế. Nhưng tôi thấy kích. Kích có một bầm nồng khả lý. Nhưng mình cô nào biến chất chẳng đánh trên đi khả lý. Mình cô nào bàn chạy bạc phụ đồ tì. Nhưng hạ ca khả lý. Nhưng rộp ăn khả lý chỉ biết đạp hiệp. Chỉ mất phẹt. Hồi chừng mình cả hạ ca khả lý. Nâng ca thôi làm hát. Nâng ca phải dồn nền nồng khả lý. Chứ bố hợp với đây dương mình chết. Và với dương mình chết dương. Anh đừng tù bực xa cho bò. Tù cao phần dương bị mất phẹt xây thiệt. Ở bây giờ chứ, những ai bình dụng nhé để mình chè. Ní, cứ chỉ là tập hòa. Vì mình nâng cá tôi chỉ là tập hòa là mùi. Hay bốn bố nâng chụp chi được nông ca điên sâu tại một đòn. Ok, chẳng đường ní. Mình đâm lại ọp đông khả năng bên tên. Nhưng tôi đã kết bạc chẳng là. Ok, chọp hỏi. Mới rừng mùi ní hay. Bốn bốn miền trong ngọt sầm đồ với. Ai xua tam dạ comment. Được có tam dạ Facebook nhé bạn. Okay, hay chúi subscribe phong chấm đăng phí dìm bởi lợi đường bằng hai những đường để tiền thèm tiết tục chỉ cất tệ sẵn một bạp ca kết với chả nà bỏ bọn bộ nó khả nè. Ok, chúi subscribe phong.